Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận trang 42 sách giáo khoa sinh học 12 với đề bài như sau. Hai allele thuộc cùng một gen, ví dụ allele A lớn và A nhỏ, có thể tương tác với nhau theo những cách nào? Lời giải chi tiết như sau. Các allele thuộc cùng một gen hay còn gọi là các gen allele có 3 kiểu tương tác với nhau. Kiểu tương tác thứ nhất đó là kiểu trội hoàn toàn, có nghĩa là allele A lớn sẽ trội hoàn toàn và lấn át allele A nhỏ. Do đó, kiểu gen A lớn và kiểu gen A lớn A nhỏ sẽ quy định kiểu hình trội. Kiểu gen đồng hợp lặn A nhỏ quy định kiểu hình lặn. Kiểu tương tác thứ hai đó là trội không hoàn toàn. Vì A lớn trội không hoàn toàn so với A nhỏ, do đó mà kiểu gen A lớn A nhỏ lúc này sẽ quy định kiểu hình trung gian. Kiểu tương tác thứ ba đó là kiểu đồng trội. Hai allele trội sẽ có vai trò ngang nhau trong việc quy định kiểu hình. Tiếp theo sau đây, cô sẽ đưa ra hai ví dụ về hai kiểu tương tác quen thuộc. Thứ nhất, đó là kiểu tương tác trội hoàn toàn. A lớn A lớn và A lớn A nhỏ sẽ quy định kiểu hình hoa đỏ, còn A nhỏ sẽ quy định kiểu hình hoa trắng. Kiểu tương tác thứ hai đó là kiểu tương tác trội không hoàn toàn. A lớn quy định kiểu hình hoa đỏ, A lớn A nhỏ quy định kiểu hình hoa hồng và A nhỏ quy định kiểu hình hoa trắng. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi thảo luận trang 42 sách giáo khoa sinh học 12.